đấy đi vào đưa dùng đội luôn không cái nghề nghệ thuật đây này là cô buồn lần thứ hai, không biết nó thi vào khi nào cũng không hay, nó vẫn bại lời là nó đi vào Sài Gòn đây rồi khi đấy là vừa học học lớp 11, 12 gì đó là có nhiều lần là nó đưa giấy xin phép về cô còn không đòi ký, không cho ký, không ký cho nó. Không phải là cô không đồng ý cho con nghỉ mà cô không thích cái nghề đó. Cô nghĩ sai về cái nghề nghệ thuật. Thì cô mới nói là nếu mày là con trai tao cho đi, nếu con gái là không cho đi. Là thế này thế nọ, nhưng mà giờ thì cô lại hối hận cái đó là do cô ngăn cản sai về con. Nhưng mà hồi đó thì cô rất là bực. Cô còn nói với bạn bè là lần tao chồng tao mất tao không bực bằng cái con này, giờ nó không nghe nó đi cái đấy, rồi một mai lỡ nó có chuyện gì tao phải ăn nói ra với ba nó. Nhưng mà tới giờ này thì câu đấy chắc cô rút lại. Hối hận rồi đúng không cô? Đúng rồi. Rồi sao nè, năm lớp 11 vừa đang học mà vô Sài Gòn để mà đóng phim hả? Đấy. Xem gan vậy. Anh với mẹ thì tin là con không hiểu tại sao lúc đó con có thể làm được điều đó luôn. Hồi đó em có đi làm thêm ở dưới đó, là em đi bán phô mai que này kia vậy đó. Thì em có để dành được một khoản tiền, thì em mới xin mẹ em vô. Thì lúc đầu mẹ em không cho, nhưng mà kiểu em thuyết phục rồi cãi, rồi mẹ em cũng giận em này kia vậy đó. Nhưng mà cuối cùng em cũng quyết định em đi. Thì đến khi lên gặp đạo diễn á, thì đạo diễn không có tin là em ở Phú Yên luôn. Mà em lên em giả tiếng Sài Gòn mà. Thì chị nói thôi em bây giờ cứ về đi, chị sẽ nhận em, nhưng em cứ về đi, em về em học cho xong, đậu đại học lên Sài Gòn đi, rồi chị sẽ cho em đóng phim. Nhưng mà trong quá trình em về đó thì lâu lâu có những cái buổi ví dụ casting, những cái buổi quay, những cái teaser hay những cái quảng cáo nhỏ nhỏ, thì chị có gọi em ở thứ bảy chủ nhật em có lên được không. Thì chị cũng rất là tử tế là chị cho em tiền xe lên luôn. Chị cho em tiền xe, chị cho tiền về. Cái sao em lên đây, em ở 1-2 ngày vậy đó, xong em về. Đó, trong suốt 11-12 là em như vậy. Cái đến khi thi đại học là em phân vân hoài, em không biết là em thi vào trường sân khấu điện ảnh hay là em thi vào trường khác. Thì mẹ em á là vẫn nhất quyết là không cho theo nghệ thuật rồi đó. Giống như là mẹ thách thức con á, là bây giờ phải thi vào đầu cái trường đại học sư phạm, mà vào cái khoa làm mầm non á cô. Giáo viên mầm non. Đó, mẹ em thích là sau này về đó là mở cái trường tư thục hay là đi dạy trẻ đó, rồi lấy chồng dưới đó dạy như vậy. Thì em thi em được 8,75 điểm là môn năng khiếu, cộng với toán văn thì em đã thi đậu đại học bên khối C của trường Đại học Nhân văn là 23 điểm mấy, 24 điểm rồi, là em chắc chắn đậu bên Nhân văn rồi. Và cái điểm này là 8,75 nhân đôi nữa thì chắc chắn em đậu luôn cái trường này. Thì cuối cùng con đậu, con học vô trường Đại học Xã hội Nhân văn. Thì về mẹ con lại một lần nữa thất bại, lại một lần nữa cãi mẹ là trời, tao muốn mày học trường mầm non tại sao mày không học. Dạ bây giờ là sao, cô thấy con gái mình sao, giờ hãnh diện về bé chưa? Vô đây cũng tự lập cánh sinh, mẹ thích thì hồi trước thì khi nào mà kẹt quá cần tiền ăn tiền ở thì mẹ cho, cho còn mấy năm nay thì không cần sinh nữa, tự lập được rồi. Tự lập được rồi. Em còn nhớ cái bộ phim đầu tiên, đầu tay mà em đóng, bộ phim tên gì không? Bộ phim đầu tiên đóng là bộ phim Full House, phim trên mạng anh. Trên dự án Mối Tình Đầu là nguyên cái dự án đó em đóng vai chính hết luôn. Nó có 3 tập, cùng thấy mừng. Em chào cô, em chào anh Dương Lâm. Chờ sáng được cả một bầu trời biết chưa? Thường hai mẹ con giống nhau quá ha. Cô ơi, cô có thể giới thiệu bản thân mình cho khán giả cũng như là con và mẹ Thủy được biết không ạ? Cô là người thì Thủy Liệu ở Phú Yên, sông In Phú Yên. Phú Yên hả cô? Ủa là hiện tại mình đang ở Phú Yên hay là mình đang ở thành phố cô? Đang ở Phú Yên là thị trấn Hai Riêng. À, vậy là tôi quay chương trình này mình từ Phú Yên mình chạy vô. Đúng rồi. Dạ cô, hiện tại công việc mình đang làm gì là gì cô? Cô là hiện tại đang bán thịt heo, thịt bò ở chợ. Thịt heo, thịt bò. Hôm nay thì cũng mẹ cũng có mang một món quà tới tặng. Quà là gì vậy cô? Cô là làm bò một nắng. Dạ. Trời ơi. Hôm qua ngủ không được là đúng rồi. Có điềm. Đây là món đặc sản ở Phú Yên quê con, là bò một nắng là mẹ con làm luôn. Cái này có muối kiến vàng nữa, về anh nướng lên nha. Livestream được rồi. Hai bịch. Không. Lấy cuối càng livestream. Mẹ con nghĩ livestream rồi, mẹ con đâu có livestream đâu, mẹ bây giờ con là MC rồi, hiểu không? Dạ đó, trời ơi quá trời, qua ngủ được là có linh cảm liền. Cái linh cảm của quà. Bé giới thiệu về bản thân mình đôi chút để cho khán giả được biết bé đi nào. Con chào mẹ Thủy, chào anh Dương Lâm. Thì em tên là Gia Linh Nguyễn, hiện tại em là diễn viên. Bộ phim nào đã tham gia đi giới thiệu mọi người không nào? Dạ,
em là kiểu giống như tay ngang vô á. Thì em có hay đóng phim, lúc trước là em đóng những cái phim trên YouTube của đạo diễn Lúc Vân, sau đó được nhiều người biết á, đóng phim điện ảnh như là Gái Xinh Nổi Loạn, bộ phim Hạ Cuối Tình Đầu của MCV sản xuất, rồi phim của đạo diễn Lý Hải là Lật Mặt Ba, gần đây là Thạch Thảo, 4 năm 2 Chàng Một Tình Yêu, và dạo gần đây thì em cũng tham gia phim truyền hình Kẻ Sát Nhân Cô Độc, Mùa Cúc Sushi ạ. Cũng tham gia nhiều quá trời quá đất. Ai nói em mặc giống Lê Bella chưa? Dạ có. Có đúng không? Em có đi quay chung với chị Lê Bella rồi, chị Lê Bella cũng xác nhận là giống. Giống. Mặc y chang Lê Bella vậy. Giống ha. Thôi bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề mà ngày xưa đi, cái lúc mà cấn bầu Gia Linh đó cô, lúc đó như thế nào cô? Cô còn nhớ những cái kỷ niệm đó cô kể và chia sẻ với khán giả được biết không cô? Gia đình cô làm ăn thì cũng khấm khá. Dạ làm gì cô? Nghi làm vàng. Nghi làm vàng. Trời đất ơi! Cái gì mà cứ hốt quảng hoài. Bắn vàng đó trời. Đó, cái nghề làm vàng có nghĩa là mình mua lại những cái đá khoáng sản của người ta đục dây hồng lên, xong mình xay cô thành vàng, xong ra tiệm vàng bán, thua lỗ được đâu 1-2 tháng thì cũng vừa lúc là có bầu Gia Linh luôn. Thì khi hồi đấy là cũng khó khăn. Anh của Gia Linh thì ít ốm nghén, nhưng mà tới Gia Linh thì cô ốm nghén rất là nhiều, cô ốm đau ghê lắm. Thì bao nhiêu người là biểu cô là phá cái thai đây. Nhưng mà ba Gia Linh ổng là cản, ổng cũng không cho, cô cũng tính là cô phá vì cô chịu không nổi, ung nghén ghê lắm. Em có đào mẹ nhà mẹ kể em nghe những câu chuyện này không? Rồi còn khi nghe cái cảm giác mà ngày xưa mà mới 1-2 tháng mà gia đình đòi phá em, lúc đó cảm xúc của em sao bé? Thật sự là đây là lần đầu tiên không kể đâu. Không thì kể. Giờ hỏi thì về quá khứ thì cô mới nói cho bé, thì nó không biết cái chuyện đây đâu. Tại vì em thấy mẹ em khổ quá, nên là dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không trách mẹ, tại vì mẹ em rất là thương em. Nên em nghĩ là nếu như mà mẹ phải làm một cái gì đó thì đó là bởi vì mẹ hết cách rồi, mẹ không thể còn sự lựa chọn khác. Chứ em không bao giờ trách ba mẹ em hết. Cái hồi đấy cô lại có cái này khác biệt người ta là có bầu Gia Linh là toàn ăn cái than ấy, than củi. Hồi đầu thì mình cảm thấy rất là dơ, than trong bếp không đủ ăn, mà để mua cứ mỗi lần mua là 2-3 ngàn. Một bao than chỉ có 12 ngàn thôi. Rồi ăn lần than, hết bao than ăn lần bao than đó trời. Ô, than ăn nhiều nhưng mà khi ăn thường là thèm bắp luộc. Cơm thì không ăn mà cứ bắp luộc với lại than thôi. Cô cái vị than ăn nó ra làm sao cô kể nghe được không? Trong cái vị than có những cái là bùi, có cái là hơi ngọt ngọt, còn mùi có hả? Cái thì đắng, rất là đắng. Mà có một cái loại than gì đó không biết, nhưng mà ăn vô là phải có, thường xuyên cô ăn than là cô phải có một ly nước bên cạnh, tại có một cái loại than gì mà ăn vô là nó tê hết cái lưỡi mình luôn. Trong một cái bao than đó nhưng mà nó lại là nhiều loại như vậy. À là nhiều cái củi ra. Nhiều cái củi ra không biết, khi để Gia Linh ra rồi thì 10 năm sau cô vẫn còn ăn than đó. Trời ơi, vẫn ăn than. Em có chứng kiến. Em có chứng kiến mẹ ăn than, nhưng mà hình như là mẹ ăn xong rồi, nói chung ăn xong cũng có nhả nữa đúng không mẹ? Thì như ăn xong nuốt nước rồi cái bã than đó là nhả ra. Cái chất than không biết làm sao mà cái miệng khi nào cũng bị rát, cũng có khi là 3 ngày không thể ăn được, rất là thèm nhưng không cách nào nhai được cái than nữa, tại cái miệng của nó là nó chảy ra máu luôn. Bây giờ còn thèm không cô? Không, để Gia Linh là vào mùa mưa cô lên cô làm hai hơi nó để nó lọt bé ra thiệt. Nó nhỏ dễ ra hả cô? Nó phần cô hồi đấy cũng khổ, cô đi làm nhiều, đi lại nhiều. Nhớ được mấy ký không? Nhớ được mấy ký không hả mẹ? Hồi đó có 2 ký mấy thôi. Nó hồi nhỏ là nó còn có những kia tính vừa thông minh mà vừa tinh nghịch. Chưa được 1 năm 11 tháng là nó đã ra nhẹ qua nhà bên cạnh, mà nhà là sát bên đường cái, xe cỏ đi nhiều. Thế có một lần cái ông đó là ông đi mê cày, bữa sau là ông gặp đi làm rẫy ấy, thì ông mới nói là Liễu, hôm trước đứa con mày mà tao tưởng là con gà, tao chạy xem mê cày đi vừa qua thì nó chạy qua, thấy nhỏ nhỏ tưởng gà chứ ông thắng lại vừa lại là con mày, là đi qua đường cái để đi qua nhà bên chơi. Cái chương trình này chắc dành cho bé Linh, Gia Linh là con tôi vô số tội nè. Ngay từ cái lúc cấn thai đó, sao mà lớn lên nên nó nhỏ ký, rồi nó tinh nghịch, nó đủ tội hết trơn trời. Chưa đi học sao cô, học giỏi không cô? Bé học thì học giỏi. Bé thì từ nhỏ là nó đã khôn từ nhỏ. Cô chỉ theo dõi nó được là đến năm lớp 3 thôi là biết được nó học giỏi. Là vì khi đó là ba lâm bệnh, thì cô là lo ở ba chữa bệnh, rồi dần chồng đi chữa bệnh với lại đi lấy thuốc, lấy thang, có khi đi 5-7 ngày. Mà cô đang nhớ là hồi đấy bé vào lớp 3, nhưng mà hai anh em từ ở nhà, coi từ đi học hay từ ăn từ uống,
Rồi có những khi nhà không có gạo thì anh tự đi vay gạo. Nhưng khi đó là cái tâm nguyện là cứ đi chữa ba nó cho lành thôi. Chứ còn hai đứa con là bỏ lơ, bỏ lóc ở nhà. Đến thằng anh nó là phải bỏ học hết một học kỳ ở nhà chăm em. Nhà cô rể rất là nhiều. Thời đấy làm ăn có là mua rể nhiều. Khi mà ba Gia Linh bệnh đau thì cô phải bán gần cả chục hectare đấy. Ba em mất năm em bao nhiêu tuổi Linh? Em nhớ là chắc cũng lúc 4, lúc 5 là bắt đầu ba em bệnh đó. Còn lúc mất á là năm em học lớp 6 lên lớp 7. Có nghĩa là cuối năm lớp 6. Thì ví dụ người ta hỏi là ủa ba mẹ mày đi đâu đi hoài vậy? Thì em kiểu nhỏ em nói mẹ dẫn ba đi tìm đường cứu ba rồi. Nhưng mà em rất là vô tư. Ví dụ người ta hỏi là ba mày bị bệnh gì, em nói ba bị bệnh gan. Nhưng mà em không có hiểu được là cái bệnh nó sẽ chết. Thì sau khi mà nói chung em cũng chứng kiến ba em đau đớn nhiều á. Nhưng mà mẹ em thì sẽ giấu. Nhưng mà bản thân em thì tự nhiên lúc đó nhà em nhiều biến cố quá. Tự nhiên em cũng trưởng thành khác với những cái bạn khác luôn. Em có những cái ý thức mà nhiều khi sau này em nghĩ lại sao lúc đó mình có thể làm được điều đó. Em cứ nghĩ là em học giỏi thì ba em sẽ hết bệnh vậy như vậy á. Thì có một ngày là em đang học thì cái cô thì cô tới, cô mới xin thầy của em là cho em về. Thì em về em thấy nhà của em không có đồ đạc gì nữa mà kiểu giống như người ta soạn hết sẵn, giống như là chuẩn bị cho cái đám vậy đó. Thì em mới biết là chắc ba em sắp mất rồi. Nhưng mà em không hiểu là trước lúc mà ba em mất đó, là mẹ em với ba em là không cho em vô bệnh viện. Tại sao vậy? Mẹ giấu em luôn hả? Có nghĩa khi là... đấy là ba nó là đau những cơn đau vật vả, có khi là nằm đau ung thư các con chưa chứng kiến. Mà gan là đau lắm, đau từ trên sườn mà rơi xuống. Thì sợ con chứng kiến cái đấy nó sẽ đau lòng. Rồi khi nó ba nó mất là nó buồn. Cho nên là không muốn cho nó vào bệnh viện. Còn đối với bản thân em, dù năm lớp 6, lớp 7 lúc đó mình cũng còn quá nhỏ đúng không? Yeah. Nhưng mà em có kỷ niệm nào mà em nhớ mãi về người ba của em không? Thật ra từ cái lúc nhỏ là bây giờ nếu như ngồi kể lại á, nói kỷ niệm thì với ba em rất là nhiều. Hồi đó là ba em cứ chở em đi học mà ai ăn hiếp em á là ba em sẽ lên là nói chung là hăm dọa người đó là không có được ăn hiếp con gái của ba nữa. Rồi hồi đó em đi thi viết chữ đẹp hay là em đi thi một cái môn gì á là ba em mang theo sữa, mang theo đủ đồ ăn á, đứng ở ngoài chờ. Mà con người ta thì đi vô thi thì cứ để thi đi, không cứ đứng nơm nớp lo sợ, đến khi mà ai cho được nghỉ 15 phút là chạy vô tiếp sữa. Vậy như vậy ba em rất là chăm em. Cái kỷ niệm về ba em rất là có nhiều. Nhưng mà với mẹ thì sau này thôi. Mà Gia Linh nhớ ba là đúng. Yeah. Tại biết sao, từ nhỏ tới khi ba mất, đến khi gần mất mà còn nói là dành câu từ bệnh viện. Mẹ mình nhớ là đút cơm cho nó ăn. Nhưng mà Linh học văn giỏi không Linh? Linh có viết lại thành những cái kỷ niệm cho mình bằng nhật ký hay là thơ hay là văn hay là những cái dòng suy nghĩ của mình về ba không? Dạ, nói chung là thơ thì lúc đó em hay làm, nhưng mà lúc đó viết văn á thì em viết thật sự là em viết bằng tất cả tấm lòng của em. Những cái câu thơ em còn nhớ không? Còn nhỏ nên là mình cũng không có biết làm thơ lắm, mình chỉ biết theo cảm xúc. Thì em có biết là ba ơi, hôm qua ba đưa con đi học, nhưng hôm nay thì một mình con đi. Nhìn các bạn có ba có mẹ, trái tim này tan nát ba ơi. Thì hồi đó em chỉ nhớ được những cái câu đơn giản như vậy thôi mà em viết rất là nhiều. Em viết trong những cái quyển vở của em. Rồi khi mà đi học em viết những cái bài văn về ba. Nói chung là tại vì mình còn nhỏ nên là ký ức của mình về ba rất là nhiều. Đôi khi em cũng cảm thấy sau này em mới nhớ lại là em viết về ba không à. Em ít khi nào em viết về mẹ, nhưng mà không phải là em không thương mẹ, nhưng mà cái gì mình mất đi á cô thì mình sẽ cảm thấy rất là tiếc nuối. Những cái bài viết trên status mà anh biết trên Facebook thì sẽ có một chế độ đó là Only Me, chế độ một mình xem á. Lúc trước thì em hay viết nhật ký, nhưng bây giờ thì em sẽ viết kiểu như vậy. Em viết mỗi lần em nhớ mẹ em quá thì em sẽ viết lên hoặc em sẽ viết nhật ký. Thật sự là đó là những cái khoảnh khắc mà ở cái Sài Gòn này em ở một mình á. Em chỉ có thể làm như vậy để em bớt được cái nỗi nhớ thôi, chứ em không biết phải làm sao hết. Có những lúc em buồn lắm luôn á. Em thấy mẹ em khổ, em cảm thấy em rất là bất lực, em không làm được gì cho mẹ em hết. Thì em ra em nhìn lên bầu trời, em nói là nếu như ba
mà có thương con thì ba phải cho con sức khỏe, ba cho con có thể báo hiếu được cho mẹ. Thì những cái đó là cái động lực để cho em cố gắng. Rồi khi mà ba mất thì gia đình em vượt qua nỗi mất mát như thế nào? Rồi lúc đó em cảm thấy mẹ như thế nào? Rồi lúc đó mẹ có lo gì cho em không? Thật sự mà nói thì mẹ em giống như một người đàn ông trong gia đình. Tất cả mọi thứ là mẹ em đều làm hết. Mà cái lúc mà anh biết là ba em mới mất được chắc vài ngày á, là mẹ em đã đi làm rồi. Thì mọi người nói là ủa sao đi làm sớm quá. Nhưng mà tại vì lúc đó là ba em mất á, thì mẹ em bán hết mọi thứ rồi, chỉ có nhà là chưa bán thôi. Và lúc đó thì thật ra á, mình mất đi một người ba á, mình mất đi một cái trụ cột á, lúc đó tâm sinh lý em thay đổi lắm. Cái thời điểm đó em cũng không nghe lời mẹ nữa. Em cũng không hiểu lúc đó tại sao, nhưng mà em rất là ham chơi. Em rồi em học cũng sa sút, mà đến nỗi cái lớp mà lên, em lên lớp 7 là thầy giáo cứ phải liên tục là gọi em lên nói chuyện riêng hoài. Tưởng tượng đến những cái khoảnh khắc mẹ em khổ sở, là lớn lên mình cảm thấy mình đau lòng lắm. Mình nghĩ sao lúc đó mình không có hiểu cho mẹ. Cái cảm xúc của cô như thế nào khi mà cô nhớ là cái quá khứ, mà khi mà người chồng của mình mà mất đi, một mình cô phải gồng gánh tất cả mọi thứ, thì lúc đó cô có bị buồn hay là bị suy sụp hay bị chán nản bỏ hết tất cả mọi thứ không cô? Chồng cô chết mới được 6 tháng thì ngân hàng tới niêm phong nhà. Cô phải làm sao mà hết được cái số nợ của nhà nước là trước, để khỏi người ta lấy mất nhà là mẹ con không có ở. Hồi đó ngân hàng còn kiện cô tới xuống tòa án tỉnh. Cô đi xuống tòa án tỉnh thì cô vẫn nói là không phải cô không làm ra tiền, mà hoàn cảnh của gia đình cô 5 năm liên tục chồng cô bị ung thư, cứ cho cô hoàn lại trong 1 năm. Nếu giả sử trong 1 năm mà cô không hoàn trả được cái số nợ ngân hàng đó thì coi như là ngân hàng sẵn sàng lấy nhà. Thì đúng sau 1 năm cô hoàn lại tất cái số nợ của ngân hàng đó, là coi như khi đấy người ta cũng cho cô vay. Hồi đấy cô nợ 80 triệu, sau người ta cho cô vay lên 100 triệu, thấy cô uy tín. Và người ta cũng xét cho cô vay thêm 100 triệu để cô có thêm 20 triệu đó nữa là cô đi làm ăn. 2009 là ba mất, mà tới 2014 thì hình như là cô trả được là gần như là xong số nợ. Nhưng mà 2012 thì cái khi con trai của cô ấy, ba nó mất một thời gian cỡ sau 1 năm, thì nó lại theo bạn bè chơi bời, cũng như là không được ngoan. Nhà cô bán gạo bán cám, có những khi ở nhà ghiền vi tính thì nó cũng bán mất một số gạo thóc đồ vậy để chơi. Thì khi đấy là cô dẹp hết hàng đó, cô không bán nữa. Khi đấy là cho nó vào trong quân đội. Vì lúc đó mẹ em nghĩ là chỉ có đưa anh em vào quân đội, vào quân đội rèn luyện lại tư tưởng này, này kia, thì sau này đúng là anh em ngoan hơn. Mà đúng là ngoan thật. Rồi đến khi mà nợ trả xong rồi, rồi con trai đi rồi, thì là vào con gái. Con gái là khi đấy là nó không nghe, là đấy đi vào đưa quân đội luôn. Không, cái nghề nghệ thuật đây này là cô buồn lần thứ hai. Không biết nó thi vào khi nào cũng không hay. Nó vẫn cãi lời là nó đi vào Sài Gòn đây rồi. Khi đấy là vừa học lớp 11, 12 gì đó, là có nhiều lần là nó đưa giấy xin phép về, cô còn không đòi ký, không cho ký, không ký cho nó. Không phải là cô không đồng ý cho con nghỉ, cô không thích cái nghề đó. Cô nghĩ sai về cái nghề nghệ thuật. Thì cô mới nói là nếu mày là con trai tao cho đi, nếu con gái là không cho đi, là thế này thế nọ. Nhưng mà giờ thì cô lại hối hận cái đó, là do cô ngăn cản sai về con. Nhưng mà hồi đó thì cô rất là bực. Cô còn nói với bạn bè là lần tao chồng tao mất tao không bực bằng cái con này, giờ nó không nghe nó đi cái đấy. Rồi một mai lỡ nó có chuyện gì tao phải ăn nói ra với ba nó. Nhưng mà tới giờ này thì câu đấy chắc cô rút lại. Hối hận rồi đúng không cô? Đúng rồi. Rồi sao nè, năm lớp 11 vừa đang học mà vô Sài Gòn để mà đóng phim hả? Xem gan vậy. Anh với mẹ thì tin là con không hiểu tại sao lúc đó con có thể làm được điều đó luôn. Hồi đó em có đi làm thêm ở dưới đó, là em đi bán phô mai que này kia vậy đó. Thì em có để dành được một khoản tiền, thì em mới xin mẹ em vô. Thì lúc đầu mẹ em không cho, nhưng mà kiểu em thuyết phục rồi cãi, rồi mẹ em cũng giận em này kia vậy đó. Nhưng mà cuối cùng em cũng quyết định em đi. Thì đến khi lên gặp đạo diễn á, thì đạo diễn không có tin là em ở Phú Yên luôn. Mà em lên em giả tiếng Sài Gòn mà. Thì chị nói thôi em bây giờ cứ về đi, chị sẽ nhận em, nhưng em cứ về đi. Em về em học cho xong, đậu đại học lên Sài Gòn đi, rồi chị sẽ cho em đóng phim. Nhưng mà trong quá trình em về đó thì lâu lâu có những cái buổi, ví dụ casting, những cái buổi quay, những cái teaser hay những cái quảng cáo nhỏ nhỏ. Thì chị có gọi em ở thứ bảy chủ nhật em có lên được không. Thì chị cũng rất là tử tế là chị cho em tiền xe lên luôn. Chị cho em tiền xe, chị cho tiền về. Cái xe em lên đây, em ở 1-2 ngày vậy đó xong em về. Đó, trong suốt 11-12 là em như vậy. Cái đến khi thi đại học là em phân vân hoài, em không biết là em thi vào trường sân khấu điện ảnh hay là em thi vào trường khác.
thì mẹ em á là vẫn nhất quyết là không cho theo nghệ thuật rồi đó. Giống như là mẹ thách thức con á là bây giờ phải thi vào đầu cái trường đại học sư phạm mà vào cái khoa làm mầm non á cô. Giáo viên mầm non. Đó mẹ em thích là sau này về đó là mở cái trường tư thục hay là đi dạy trẻ đó rồi lấy chồng dưới đó dạy như vậy. Thì em thi em được 8,75 điểm là môn năng khiếu. Cộng với toán văn thì em đã thi đậu đại học bên khối C của trường Đại học Nhân văn là 24 điểm rồi. Là em chắc chắn đậu bên Nhân văn rồi. Và cái điểm này là 8,75 nhân đôi nữa thì chắc chắn em đậu luôn cái trường này. Thì cuối cùng con đậu, con học vô trường Đại học Xã hội Nhân văn. Thì về mẹ con lại một lần nữa thất bại. Lại một lần nữa cãi mẹ là trời ơi, tao muốn mày học trường mầm non, tại sao mày không học? Dạ bây giờ là sao, cô thấy con gái mình sao, giờ hãnh diện về bé chưa? Vô đây cũng tự lập, cũng cánh sinh. Mẹ thích thì hồi trước thì khi nào mà kẹt quá, cần tiền ăn, tiền ở thì mẹ cho, chứ còn mấy năm nay thì không cần sinh nữa, tự lập được rồi. Tự lập được rồi. Em còn nhớ cái bộ phim đầu tiên, đầu tay mà em đóng, bộ phim tên gì không? Bộ phim đầu tiên đóng là bộ phim Full House, phim trên mạng anh. Trong dạ trên dự án Mối Tình Đầu là nguyên cái dự án đó em đóng vai chính hết luôn. Nó có 3 tập luôn, thấy mừng. Em mừng là dân quê mà, người ta trầm trồ lắm. Em còn nhớ cái phần cách xê của mình đầu tiên á, em sử dụng cái cách xê đó trong việc gì không? Em mua đồ cho mẹ với anh. Trời, em nghĩ cái váy đây là biết sao nó rất là tả tơi rồi nhưng mà kỷ niệm hả con? Nó nói là giờ mẹ mặc cái đây là người ta sẽ cười con hay không, lên mẹ sẽ nói hoặc lên tivi mẹ cũng nói. Là cái kỷ niệm đầu tiên của nó là mua cho cô cái váy đây, là váy đầu tiên của quần áo á, rất lâu rồi. Mà hồi trước là cô còn không biết mặc lỗ luôn nè. Là vì sao? Vì là cũng nó cùng cái thời đấy á, thì cô đang mới khổ lên thì mặc mấy cái váy đấy nó cũng nói thẳng ra nó cũng hơi gọi như là hơi mô đen ấy. Nhưng mà sau cô sau này từ từ nó lên tivi nhiều thì cô không có sợ nữa. Là đi đâu cô nói con gái mua cho mặc thì mọi người nó đúng rồi, gái diễn viên mà nó mua mẹ váy đó là đúng. Cho nên cái khi hôm qua mà bé nó nói là vào để đi mua đồ là cô nói là tiền mẹ giờ cũng có để mua nhưng mà mẹ không mua, mẹ sẽ mặc cái váy của con. Mua dầu con nó có rách tả tơi mẹ vẫn mặc, đó là cái tiền từ con làm nghệ thuật mà nó có. Cho nên là mẹ không có thay váy khác nữa, là cứ nợ và trả nợ, cứ vay với trả nợ thôi, chứ không có gì giàu. Thì mới được mấy năm nay là đỡ hơn một chút, là mình có không giàu nhưng mà cũng có của ăn của để. Nhưng khi mà mệt mỏi tại cái nghề đúng là nó vất vả thì đâu có là em chia sẻ với mẹ không? Em cũng là một cái phiên bản của mẹ em. Em rất là mạnh mẽ, mọi thứ nó ụp tới em, em sẽ có thể yếu đuối lúc đó nhưng mà mọi thứ nó đều bớt quan trọng sau giấc ngủ em đi ngủ vậy. Em thấy thôi mình vẫn sống mà vẫn làm việc. Nhưng mà có những lúc thời gian đầu em đi làm á, thì ví dụ như em nhỏ em lại là người không có phải là từ trường sân khấu ra á, thì đôi khi em sẽ có những cái thiệt thòi cũng như em cũng sẽ có ít kinh nghiệm hơn. Thì em cũng muốn gọi để tâm sự với mẹ nhưng mà em chỉ tâm sự nhẹ nhẹ là hôm nay con đi làm con buồn này kia vậy đó. Em không dám nói hết tại vì em nói hết thì mẹ em sẽ lo lắng, mà lo lắng á, thì mẹ sẽ không cho em làm nghề. Em có phải là người hay thể hiện tình cảm không? Chứ giờ ví dụ ngày 8 tháng 3 rồi ngày phụ nữ rồi ngày của mẹ đều có nào thể hiện tình cảm với mẹ không? Còn thể hiện tình cảm thì lúc trước là không, nhưng bây giờ em cũng hay thể hiện lắm. Em nhớ mẹ thì em nhắn tin mẹ ơi con nhớ mẹ. Thật ra thì lúc trước em vô tâm em không biết xin nhận mẹ em ngày nào hết, nhưng mà lễ em có gửi hoa cho mẹ. Ví dụ em gọi từ đây em chuyển khoản cho người ta xong cái ở đó người ta mới dạ mua quà. Đúng rồi, đem cho mẹ. Thì mẹ em thì khi nào cũng trời ơi mày đừng có mua cho tao được không, trời ơi mấy trăm ngàn tao ăn được mấy ngày. Nhưng mà em biết là mặc dù mẹ tiếc nhưng mà mẹ vui. Em chỉ mong chờ cái khoảnh khắc mẹ em vui thôi, tại vì mẹ em khổ quá nhiều rồi. Nên là nếu như bây giờ em có nhịn một bữa ăn hay em có nhịn một bữa đi chơi với bạn để cái số tiền đó em mua cho mẹ em vẫn chấp nhận. Em chỉ muốn bây giờ mẹ em vui thôi, mẹ vui được khoảnh khắc nào thì em hạnh phúc khoảnh khắc đó. Nhưng mà ngoài ra nó còn cái bí mật gì hôm nay chị có bật mí cho mọi người biết được rồi cái tính của con bé Linh này không vậy? Nấu ăn thì hồi xưa hồi ở nhà thì không biết nấu ăn, nhưng mà giờ đây tự biên tự diễn thì nấu cũng có nghĩa là nấu tự ăn thôi. Nhà lửa nó còn tính xấu gì không?
giờ mặt nó đầy sự nổi loạn kìa. Không, nó thì tính nói gì nói cho mà tính ngang thì vẫn ngang. Nó phải mạnh mẽ, nó phải nó mạnh mẽ ngang để vượt qua những cái sóng gió á. Nhưng mà tốt tính, có một cái là giờ mà cho nên thường mà nói là nghe ai mà nói mẹ con mày lừa tao thế nào thế kia là chắc chắn là mày được không tin rồi. Thì tính cái con này đặc biệt của nó rất thật thà, dễ bị người ta lừa, rất tin người. Và sẵn đây chương trình Con Tôm Số Tội, nếu mà có điều gì mà chưa nói hoặc muốn dặn dò với con gái của mình thì cô sẽ nói điều gì với Gia Linh đây ạ? Cùng lứa với nó là đứa một đứa con, hai đứa con. Chỉ có những đứa đã vào Sài Gòn đây mới chưa lấy chồng là cô muốn con trai thì lớn lấy vợ, con gái thì lớn lấy chồng, lấy cái gì cũng phải có một tấm chồng. Cô khuyên nó là phải người yêu, người phải yêu nó, mà miễn sao người ta yêu con thì kể cả họ hai bàn tay trắng là vẫn cùng nhau là làm nên được. Nhưng mà không yêu con thì ra ông này bà nọ cái là coi như cũng mất hạnh phúc. Vậy rồi, ngoài hối lấy chồng thì còn gì nữa không cô? Còn gì dặn dò không cô? Thì với cô dặn dò là con cô quá tin người, cho nên thường trên cái câu mà cô cứ biểu nó là con phải một là bớt nóng, bớt tin người, bớt tin người. Rồi, lấy chồng sớm. Rồi còn Linh nè, nếu mà có lời gì mà muốn nói với mẹ để thể hiện tình cảm từ trước giờ, dù nhiều khi mình khó nói thì nhân chương trình Con Tôi Vô Số Tội thì em có điều gì muốn chia sẻ cũng như là muốn nói với người mẹ lúc nào cũng yêu thương mình hay không? Dạo gần đây thì con cũng hay nói với mẹ rồi, nói chung là thật sự thì mọi thứ mình cứ từ từ nó sẽ có, nên mẹ đừng có vội vã, đừng có làm việc lao lực quá. Ví dụ giống như mình còn vất vả, mình còn nợ hay gì, từ từ thì mình cũng trả được thôi à. Nên là mẹ cứ yên tâm, mẹ không làm con được thì mẹ có con nợ mẹ làm ít thôi để con trả cho. Trả cho này, thương như câu đó. Rất là cảm ơn hai mẹ con ngày hôm nay đã đến đây để chia sẻ những cái điều mà mình nói rất là từ trước tới giờ, từ trước đầy thăng trầm nhưng mà cũng rất là hạnh phúc.